Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao được thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Rồi. Màu tè. Kiểu logo à. Kiểu quát gì là mình đã đi tô màu xong các bạn thấy mấy tô màu đẹp thế, chúng xin mời like đăng ký kênh và tất cả các bạn nhé.
Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tô màu sao được thật là đẹp. Nếu các bạn thấy video này hay và ý nghĩa thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với tô màu. Bây giờ mình đã đi tô màu xong, các bạn thân mến.